Thưa quý vị và các bạn, xác định được tầm quan trọng của môn học tiếng Anh, nhiều phụ huynh đã không quản ngại khó khăn, đều đặn hàng tuần đưa con đến học tại các trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Thanh Hóa. Điều này cho thấy điều kiện dạy và học tiếng Anh ở khu vực nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu của học sinh. Gần 2 năm nay, tuần nào cũng vậy, mỗi sáng thứ Bảy, hai bố con anh Lê Xuân Lâm ở xã Tân Thành, huyện Thường Xuân lại về tận thành phố Thanh Hóa để bé Lê Tường Vi học thêm tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế. Đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, nhưng bé Lê Tường Vi chưa phải nghỉ một buổi học nào. Đối với anh Lâm, chỉ cần thấy con hứng thú với việc học, nhớ thêm nhiều từ mới, mỗi ngày một mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, thì dù vất vả, anh vẫn quyết tâm đồng hành cùng con. Với cái lứa tuổi 5-6 tuổi như con nhà tôi thì như tôi được biết thì rất là tốt để làm quen với tiếng Anh. Nhưng mà ở trên huyện tôi thì không được học, mà để tìm một trung tâm dạy tiếng Anh như đấy thì cũng rất là khó. Nên là tôi dù khó khăn cũng vẫn phải cố gắng đưa con tôi xuống thành phố học. Hiện nay vào mỗi dịp cuối tuần, hàng trăm học viên từ nhiều huyện thị trong tỉnh đến các trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Thanh Hóa theo học tiếng Anh. Chia sẻ với khó khăn vất vả của học viên trong việc đi lại, có trung tâm đã hỗ trợ xe đưa đón các em theo một số tuyến nhất định. Nhờ vậy, những học sinh ở xa có điều kiện học tập thuận tiện hơn. Các con thì mình ở dưới huyện, nên là cái điều kiện học tập với lại tiếp cận với môn tiếng Anh thì nó không tốt. Cho nên là các phụ huynh mới rủ nhau là cho con lên trên thành phố để học ấy. Trung tâm tạo điều kiện ấy, về cái xe đưa đón, hỗ trợ cái xe đưa đón cho các con ấy. Cho nên là tốt, để mùa đông thì nó đi như thế thì nó không bị ốm ấy. Con rất vui khi được học tiếng Anh trên thành phố cùng với các bạn. Không chỉ học tập, con còn được tham gia các hoạt động bổ ích giúp con đọc và làm bài tốt hơn. Rõ ràng, nhu cầu học tiếng Anh của học sinh ngày càng lớn, nhưng ở nông thôn, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện dạy và học tiếng Anh còn nhiều thiếu thốn bất cập. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện về thời gian và kinh phí để cho con theo học tại các trung tâm ngoại ngữ. Để nâng cao chất lượng dạy và học môn học này, ngoài sự quan tâm của gia đình, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các ngành chức năng và toàn xã hội.